nay thì mình ra ngoài nhà của Tâm Võ, thì đây là con của Tâm Võ, bé Chăm đó. Hello. Đó, và đây là Benji. Tôi kéo Benji lại luôn, cho Benji vô vô video luôn. Đưa 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 Benji lên đó, đây là Benji đó. Thì hôm nay thì mình sẽ làm món sò nướng mỡ hành, không biết sò này sò gì luôn á, sò gì hết con. Con chắc chưa, vẫn claim thôi. Claim hả? Ừ. Đó thì hôm nay thì hai cô cháu mình sẽ làm món sò nướng mỡ hành, rồi xin mời các cô chú anh chị em theo dõi nha. Rồi ăn hết lấy vô lấy nữa, ăn cho no thôi. Rồi sống là phải ăn. Ok. Đây đặc sản của miền biển nha, mời các cô chú anh chị em theo dõi cái video của mình đang nướng sò. Ủa cái sò này tên gì Tâm? Gọi là sò dương hả? Sò dương. Sò dương. Đây là... còn cái này là nướng nấm nấm tùng nhung đó, ăn rất là bổ. mỗi lần Quá đỡ hoài nó để từ từ. Mượn Trâm quay giùm đi con, nghĩ bà cắt chở thôi, bà bỏ mà đang tiên chở rồi. Mỡ hành nó cháy dữ rồi. Ta từ từ chờ nó chút. Cháy nấm luôn. Cái gì đủ mẹ rồi đấy. Rồi, bỏ cái hành đi. Rồi, chở lên cái hành. Rồi, bỏ cái hành đi. Rồi, con nó đổ hết lá hành nhãn hay đi. Chở lại rồi mới mới đổ mỡ hành vô hả? Cái này chưa để mà vào đổ vô đi. Thì cũng chưa bị ăn được rồi. Thầy cái nấm của mình chảy luôn, cháy luôn rồi, chảy luôn mẹ cái nấm rồi. Thôi đó, cái dĩa gì đựng như chứ. Wow, chín rồi. Chắc đi lấy cái dĩa thôi. Mẹ nó phải kéo gì chắc cầm gì chổng này kéo đi cho. Mình
ra ngoài biển Tâm bỏ cho mình ăn món sò dương rất là ngon. Đây là sò mà tươi lắm nha các bạn, đào lên, đi đào lên xong là chỉ có nước nướng mỡ hành mà ăn, thấy không? Chăm nó ăn. Tôi thích con nào có nhiều mỡ hành á. Con kia để đi mỡ hành vô, nãy xong chịu để mỡ hành vô. Để tôi bỏ mỡ hành vô. Thì bỏ lên nướng tiếp. Ủa bỏ lên nướng tiếp hả? Bây giờ nó còn nóng, bà khỏi cần nướng không được, tại nó còn nóng. Tôi cũng thích mỡ hành. Nè muối nè. Mà tương ớt kìa. Để miếng tương ớt lên nè. Miếng tương ớt. Nè vô dĩa nè, con ăn cái khô hay có nước? Cái đó không được. Đấy, nhắc ra cũng rồi. Trời ơi, ngon quá đi, nhìn nè đó, hấp dẫn chưa? Sò mà nướng than thì nó mới ngon, nó thơm.